Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word.
một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi qua đây cùng với quý ông bà, quý vị và các bạn trẻ bên họ nhà gái, chúng ta tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho họ nhà trai gửi tới tất cả các quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Tôi xin giới thiệu họ nhà trai chúng tôi gồm có ông đây là bố của cháu Toàn, bà đây là mẹ của cháu Toàn, tôi là bác của cháu Toàn, và ông ngồi kia cũng là bác của cháu Toàn, ông đây là chú của cháu Toàn, và ông ngồi đằng mặc áo vàng vàng là cậu của cháu Toàn. Ngoài ra còn có các cô, các dì và các ngọc, cũng như các bạn trẻ, bạn bè của cháu Toàn cũng về đây cùng tham dự với lễ ăn hỏi của chúng ta hôm nay. Kính thưa quý vị, có được ngày hôm nay là nhờ sự vượt lên tất cả của hai cháu, vượt lên cả về thời gian và không gian để đến với nhau, có được những ngày hạnh phúc. Và nhất là được sự vun vén của hai bên gia đình. Cha mẹ tạo điều kiện tốt nhất để hai cháu đến với nhau và yêu thương nhau. Và được sự chúc mừng của tất cả các quý vị có mặt trong khán phòng hôm nay cùng với chúng tôi chúc mừng cho tình yêu hạnh phúc của hai cháu. Để thay cho lời kết, tôi xin mượn hai câu thơ của nhà thơ Vọng Việt để nói với cô dâu và chú rể. Hạnh phúc là trái tim và một nửa, để nói rằng ta mãi mãi yêu nhau. Mọi kỷ niệm sẽ trở thành quá khứ, nhưng tình yêu
mãi mãi vẫn ban đầu. Xin cảm ơn. Sau đây tôi trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho họ nhà gái lên có đôi lời đáp. Các vị khách quý, thưa các ông, các bà, các bác, các chú, các cô, các dì, các cậu, các mợ đại diện cho hai nhà bốn họ. Tôi được phép của hai họ và được ủy quyền của ông Ngọc và Tám là bố và mẹ của cháu Huyền. Tôi xin được tiếp kiến họ nhà trai và có đôi lời trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Trước hết, tôi xin giới thiệu thứ cấp bề bậc theo lễ giáo của gia đình và đồng họ tôi như sau. Trước hết, tôi xin giới thiệu đây là ông Ngọc và Tám, bố và mẹ thân sinh ra của Hiền. Tiếp theo trong gia đình thì còn có bác Thảo, là bà Thảo là chị cả trong gia đình. Ngoài ra tiếp tục theo là có bà Kim là bà thứ hai và có ông Thu cùng đi kèm theo. Và tiếp theo nữa là có bà Thanh là bà chị thứ ba, có ông Hoành cũng đi kèm theo. Và thứ tư thì có bà Xuân là bà chị thứ tư, có ông Tú cũng đi cùng. Ngoài ra, về phía bên ngoài thì tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Thịnh là anh cả trong gia đình. Và bên cạnh là có bà Thịnh, tức là Thịnh Bình Phương cũng đi theo. Ngoài ra tiếp theo nữa là có bà Tư là chị của bà Tám. Và bên cạnh là có ông An cũng đi cùng. Đấy là trong gia đình nội tộc. Và vẫn còn tiếp, và trong đó là các chú thì có ông Dũng là em của ông Ngọc và ông Hùng Quảng Ninh mới về đâu ạ, ông Hùng cũng là em, và có bà Thắm cũng đã về cùng từ Quảng Ninh xa xôi cũng đã về. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn có tất cả các bác, các chú, các anh, các chị, các cô, các dì trong họ tộc mà chúng tôi rất là trân trọng và quý mến cũng về dự, tất cả ngồi tất cả trong khán phòng đây, và tôi không thể nào mà tiện giới thiệu từng vị được. Các vị cũng thông cảm cho. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày vui các cháu, tôi xin giới thiệu tất cả các thành phần như vậy đón tiếp nhà trai hôm nay. Chúng tôi đón tiếp với lại số lượng rất là đông đủ và các thành phần đúng theo nghi thức của hôn lễ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị có mặt trong lễ đính hôn ngày hôm nay. Xin chúc mừng hạnh phúc của hai cháu. Chúc tiết trời ấm nồng của tình người vấn vương, có hương thơm dịu ngọt của cỏ cây hoa lá, có âm thanh rè rặt mát mắt của làng quê. Lễ đính hôn của Thu Huyền và Quốc Toàn đã được long trọng tổ chức. Hoa hé cười gọi ngày vui tới, cũng là ngày hội cưới của đôi ta. Cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi bạn trẻ trở về nơi tổ ấm. Niềm tin son sắt đợi chờ, tháng năm năm mong đợi bây giờ là đây. Năm tháng tìm hiểu, đến ngày tình yêu của Thu Huyền và Quốc Toàn đã đến hồi đơm hoa kết trái. Và để giờ ngày hôm nay đây, ngày lành tháng tốt trầu cau hẹn hò, thì thầm tiếng nhỏ tiếng to, bóng hình đôi lứa lọt vào vườn xuân. Họ hàng cô bác xa gần đến mừng đôi lứa tảo tần cập kê, chúc cho duyên thắm má kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời cô dâu Thu Huyền và đại biểu đại diện cho họ nhà gái. Tôi xin mời chú rể Quốc Toàn cùng quý vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai lên trao lễ đính hôn.
anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gươm mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương với, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Cho anh này người yêu dấu.
giây nào anh mãi mong chờ. Em cho anh mộng mơ vương vấn bao ngày, nhìn vào đôi mắt long lanh. Em cho anh ngủ quên đi những ưu phiền, bằng tình yêu em dành cho anh. Này người yêu dấu, em đã cho anh niềm khát khao, em đã cho anh nhiều ước ao bên đời. Này người yêu dấu, cho anh ngàn ý thơ, ý thơ. Này người yêu dấu, em đã cho anh niềm khát khao, em đã cho anh nhiều ước ao bên đời. Này người yêu dấu, đôi mắt cho anh nhiều ước mơ, cho anh ngàn ý thơ, ý thơ. Love and forever, 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 love and forever. You may think that I'm talking foolish. Heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now, this love that I feel for you always will be. Well, you're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. They say time takes its toll on the body, makes the young girl's brown hair turn gray. But honey, I don't care, I ain't in love with your hair. And if it all fell out, well, I'd love you anyway. They say time can play tricks on memory, make people forget things they knew. Easy to see, it's happening to me. I've already forgotten every woman but you. Oh darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, just listen to how this song ends. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. I'm gonna forever and ever, forever and ever, forever.
Echo Cô Dâu Thể Hiện cùng với chia sẻ của toàn ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn, xin được chia những tình cảm của toàn thể quý vị, các chị trở về với đêm sân khấu tình yêu của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Với sự hiện diện của toàn thể quý vị, một lần nữa lời chúc mừng cô dâu cùng với chia sẻ mãi mãi được hạnh phúc. Giờ đây kính chào lời mời cổ gia đình, theo lời mời cổ cô dâu, xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý bà con gần xa cổ quê nhà cũng như khắp quê hương chúng ta khẩn trương tề tựu tại sân khấu gia đình nhà gái để chuẩn bị cùng với ban nhạc chúng tôi long trọng tổ chức đêm ca nhạc để cùng chúc mừng trăm năm tuổi bà trẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và đêm nay quý vị chúng ta một lần nữa sẽ được lắng nghe thưởng thức với những giọng ca truyền cảm đến từ miền quê xa xôi, đặc biệt là các giọng ca của quê nhà chúng ta ngày hôm nay tề tựu tại sân khấu gia đình nhà gái của cô dâu Thu Hiền. Mời toàn thể quý vị đại biểu bà con cô bác, đặc biệt các giọng ca Hương Đồng, Gió Nội, Một Nắng Hai Sương, hãy khẩn trương hơn nữa trở về chúc hôn trường cưới của gia đình để bằng những giọng ca của mình trở về chúc hôn cho bạn trẻ trong buổi tối hôm nay. Chúng ta chân trọng tuyên bố đồng bài nhạc trong buổi tối hôm nay kính được bắt đầu. Thì các bạn rất nhiều trong buổi tối này hôm nay. Bao mái chay ngọt ngào thân hương đôi mái tóc xanh những tình mân mà lại những tình đơn sơ quê tôi vẫn đẹp nghẹn môi những ngây thơ chiều nào quê xa xưa trong tiếng ca người làm quê yêu bao bao biết bao tiếng mẹ ra nơi trong trẻ chùa chẳng quản xa gần, cơ quan tay vịt cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản xa cách. Xin thành cảm ơn, xin được chào đón một giọng ca rất tuyệt vời ngày hôm nay, giọng hát của chú Xuân Bé. Rất vinh dự được về dự bữa tiệc đám cưới hôm nay và cũng rất là vinh dự được ban tổ chức giới thiệu tôi lên hát tặng cô dâu chú rể một bài hát và cùng các bạn học của tôi. Hôm nay thì tôi cũng gửi tới các vị đại biểu cùng hội hôn với bài hát mời anh về thăm quê hương tôi và tôi song ca cùng với lại MC ạ. Vâng, xin hội hôn một tràng pháo tay ạ. Thank you.
vui cùng với gia đình chúng tôi. Thế và sau đây thì tôi cũng xin gửi tới hội hôn bài hát và cũng tặng con gái trước lúc đi lấy chồng bài Chín Bạc Tình Yêu. Thế và cũng mong mọi người thank you.
đến rất là nhiệt tình để giúp cho nhà cháu được hôm nay có cuộc hôm nay có chung vui lấy vui cho mừng cho hạnh phúc cho hai chúng cháu ạ. Sau khi chia tay cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn hai bạn đầu chào vào tay thật to để cầu hữu cho bây giờ ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Con xin gửi tới mẹ bé tình mẹ để cảm ơn đề con sinh này từ lao của bố mẹ đã dành cho con nuôi dưỡng con ngày hôm nay ạ. Gì gọi là của hồi môn cho con thì gửi tới con một bài tình trang. Thank you.
những ngày tháng qua. Trở về với giọng hát của người cha cô dâu ngày hôm nay, gửi tới quý vị bằng những lời tri ân nhất và lời chúc cho hai con mãi mãi cuộc đời hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, để quay trở lại với đêm ca nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, giờ đây chúng ta cùng trở về với người cha người mẹ của cô dâu tên tình ta miền bắc đồng xanh. Hơn một tháng tay của quý vị các bạn này. Lòng ngất ngây, đèn khiến hoa rằng
bên rượu nồng đắm say. Mời một vị đại diện cho nhà trai ngày hôm nay từ miền quê Nam Định cũng có cái giàu, trước hết là sang thắp lên tổ tiên, sau đó là xin nàng dâu về nhà trai ngày hôm nay. Thay mời kính thưa các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể các vị tân quý khách của họ nhà gái, tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Vượng, là bác của cháu Toàn. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt phái đoàn nhà trai xin được kính chúc sức khỏe tới các vị tân quý khách họ nhà gái. Chúc các quý vị sang năm mới có một sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Kính thưa các quý vị, hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi có cây trầu sang xin dâu. Trước tiên là được dâng lên, kính dâng lên gia tiên của họ nhà gái. Sau đó xin được họ nhà gái tác thành và chấp thuận để gia đình chúng tôi được đón cháu Huyền để về làm dâu con trong gia đình và làm cháu của họ chúng tôi. Một lần nữa, thay mặt họ nhà trai, chúng tôi xin được kính chúc tất cả các quý vị tân quý khách họ nhà gái, và để chúng tôi tiếp tục để làm lễ thành hôn cho cháu Toàn và cháu Huyền về gia đình chúng tôi, để chúng tôi tổ chức buổi vui liên hoan mừng hạnh phúc tại gia đình chúng tôi. Để... và gia đình tôi xin giới thiệu toàn thể quý vị, các chị đã trở về với sân khấu tình yêu ngày hôm nay. Bất lời chúc mừng những cô dâu cùng với tân chủ đề trong buổi sáng ngày hôm nay. Bên tôi rất mong đội ngũ tiếp tân của gia đình chúng ta khẩn trương trở về gia đình để mời chầu, mời nước toàn thể quý vị, các chị trở về với sân khấu tình yêu. Chúng ta đang trở về với lễ vui quy của đôi bạn trẻ trong buổi sáng hôm nay, cùng thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu chú rể. Xin ghi nhận và chân thành cảm ơn. I don't know, but I believe that some things are meant to be, and that you make a better me every day. I love you. I never thought that dreams came true, but you've shown me that they do. You know that I am something new every day. I love you, 'cause I believe that there's only one. Quý vị gần xa, với lời chào, lời chúc thân ái và nồng nhiệt nhất ạ. Có rất nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa hội cưới, đúng là trải qua những năm tháng tìm hiểu thật kỹ càng, thì ngày hôm nay đây, cô thủy tình của đôi bạn trẻ Thu Huyền và Quốc Toàn của chúng ta, họ đã thực sự ghé mạn thả neo đến bến bờ hạnh phúc, và họ đã đón nhau về để xây dựng một tòa lâu đài tình ái, một tòa lâu đài trẻ mãi không già, đời đời bất diệt để lại cho con cháu mai sau. Và kính thưa quý vị, đúng là yêu nhau chín bỏ là 10, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Để rồi trải qua những năm tháng tìm hiểu thật kỹ càng,
Thế bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay họ đã chính thức 10 phần vẹn 10 cùng với sự vun đắp của đôi bên gia đình, được sự công nhận của chính quyền địa phương và được sự chứng kiến của toàn thể quý khách xa gần. Ngay nơi đây, đôi bạn trẻ Thu Huyền và Quốc Toàn của chúng ta họ đã chính thức nên duyên vợ thành chồng. Và kính thưa quý vị, vậy là trong hoa đơn nở một giờ không bằng giây phút mẹ đón con về làm dâu. Buổi lễ vu quy của cô dâu Thu Huyền trong 10 tháng rồi. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng đứng lên để ra mắt, ghi nhận những tình cảm của toàn thể quý vị. Ra cổ động và chào bắt tay thật dài. Chúng tôi chính trọng tuyên bố buổi lễ vu quy trong buổi sáng này chính thức bắt đầu. Vâng, xin mời đóa hoa ngày hôm nay và chú rể. Vâng, xin mời đóa hoa nãy nào một tràng pháo tay to nữa để cùng chúc mừng các bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhiều ạ. Vâng. Giờ đây chúng tôi xin được chân thành cảm ơn, xin được trân trọng và giới thiệu người mẹ sinh thành đa cô dâu ngày hôm nay cũng có món quà để trao cho người con gái yêu trước khi về nhà chồng. Chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay thật dài để to các bạn ơi. Và kính thưa quý vị, các lời chúc cô dâu và chú rể là những người con xin được chân thành cảm ơn, xin được tri ân tình cảm của bố mẹ ngày hôm nay rất là nhiều. Vâng, và cũng xin được trân trọng kính mời người cha của cô dâu Thu Huyền cũng trở lên chúc phúc trai con trong buổi sáng hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, bằng tình cảm của người mẹ ngay gửi cho người con gái yêu, bằng những lời yêu thương nhất, bằng những vật kỷ niệm yêu thương nhất, người à, mẹ ngày hôm nay muốn gửi cho người con rể như dấu tại cả quê hương Nam Định đã trở về quê hương là Thái Bình chúng tôi ngày hôm nay. Và người con rể cũng xin được thay cảm ơn người mẹ người cha rất nhiều. Vậy là con trai như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra, quý vị đã trở về với tình cảm của người cha muốn gửi cho người con gái yêu cùng với người con rể ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay tôi rất cảm ơn đây. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Tôi xin được chân thành cảm ơn, xin được trân trọng và tình cảm mà quý vị đã trở về với tình yêu ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu bác Thịnh, bác dâu trưởng tiệm điện thoại ngày hôm nay của cô dâu cũng có món quà để trao cho anh cháu ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn và xin được trân trọng và kính mời ạ. Thay lời cho cô dâu và chú rể là những người cháu, xin được chân thành cảm ơn người bác rất nhiều ạ. Vâng, một tràng pháo tay của quý vị ạ. Cảm ơn, xin cảm ơn nhiều ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, những lời cảm ơn người đã tâm trầu cho mười thắm lá cho cầu say tình, cho con thuyền cập bến bờ hạnh phúc, cho tình yêu mãi mãi tỏa hương. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời anh Trung là anh của cô dâu Thu Huyền ngày hôm nay cũng có món quà trao cho hai em trong ngày vui trọng đại. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, với người anh nuôi ngày hôm nay của cô dâu cũng có những món quà để trao cho người em trước khi về nhà chồng ngày hôm nay. Thay lời cho người em xin được chân thành cảm ơn anh thì rất nhiều, chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống ngày hôm nay ạ. Vâng, xin ghi ta một tràng pháo tay ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu đó là người em của cô dâu Thu Huyền ngày hôm nay đã đi du học không về được và nhờ bố mẹ gửi tới tân cô dâu và tân chú rể món quà của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời người cha của cô dâu đại diện cho người em ạ. Vâng, kính thưa quý vị, bằng tình cảm của người em từ quê hương xa xôi ngày hôm nay, ngày mà chị lên xe hoa, thì tình cảm của người em muốn gửi cho cô dâu và chú rể bằng những vật kỷ niệm, bằng những lời yêu thương nhất. Thay lời cho anh chị xin được chân thành cảm ơn em rất nhiều ạ. Vâng, một tràng tay của quý vị to nữa. Cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng. Và kính thưa hội cưới, đúng là nắng mưa là bệnh của trời, mà tương tự là bệnh của tôi yêu nàng. Hai thôn chung lại một làng, cho anh bên ấy, cho nàng bên đây, cho tình yêu đẹp hôm nay, sắc hoa màu cưới vui ngày bên nhau, cho chầu đẹp nghĩa bên cao, cho ngày hạnh phúc bên nhau vẫn còn. Anh còn son, em cũng còn son, hôm nay ta được làm con một nhà. Và kính thưa quý vị, trở về với sân khấu tình yêu ngày hôm nay, giờ đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tự nhiên mời chầu mời nước hướng lên sân khấu để lắng nghe thưởng thức chương trình ca nhạc chúc mừng cho nam tân bạn trẻ trong buổi sáng nay. Giờ đây Minh Cận và Trúc Duyên xin gửi tới toàn thể quý vị, đặc biệt là quý vị nhà trai từ quê hương Nam Định thông tin mời em về thăm quê hương anh Thái Bình. Vâng, xin chúng ta một tràng pháo tay các bạn ơi. Cảm ơn.
Vì ai mới có đôi ta trưởng thành, có gốc mới sinh ra cành, nên duyên đời bạn công sinh thành ở đâu. Giờ đây chúng tôi xin được chân thành cảm ơn, xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho đàn gái có lời phát biểu, xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các ông, các bà, các chú, bác, cô dì cùng bạn bè thân tình của cháu Huyền và cháu Toàn về dự lễ vu quy của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Theo thuyết tâm linh nói là hôm nay là ngày lành tháng tốt, một ngày cuối mùa đông, trời hơi se lạnh, lất phất mưa xuân, báo hiệu mùa xuân đã sắp về. Đó là trời đất giao thoa giữa hai mùa và giao thoa đến tận tâm cõi của lòng người. Tất cả các vị trong hội hôn hôm nay ai nấy đều hân hoan vui vẻ, thể hiện là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Quả tình hôm nay là ngày lành tháng tốt và nhà trai đã chọn. Mà đã là ngày lành tháng tốt thì dành cho hạnh phúc lứa đôi, và chính lứa đôi của Toàn và Huyền ngày hôm nay. Thưa quý vị, các cụ xưa thường nói che già thì măng mọc, nhưng đấy là quy luật của tự nhiên và của thiên nhiên. Còn quy luật của sinh tồn của xã hội loài người thì lại là cha già thì con lớn. Mà con đã lớn rồi thì trai thì chọn vợ, gái ngoan chọn chồng. Đó là một quy luật rất tình tứ, rất tế nhị, rất tình cảm. Ai cũng thích quy luật này, ai cũng phải làm theo quy luật này, không ai làm khác được. Chính vì lẽ đó, cháu Toàn và cháu Huyền cũng không ngoại lệ. Và chính là đó, các cháu hiện nay đang vận động để tiến đến xây dựng một gia đình riêng, nhỏ bé, ấm cúng và yêu thương. Hôm nay nhà trai có băng lễ vật sang để xin dâu, đón dâu và đưa cô dâu lên xe hoa. Chúng ta thấy nhà trai đã làm đúng nghi thức của hôn lễ, và với lại là một việc làm rất có ý nghĩa và rất nhân văn. Thay mặt nhà gái, chúng tôi xin cảm ơn nhà trai làm những cái việc tốt đẹp như thế. Nên trong đây, chúng tôi thấy rằng ngày hôm nay là ngày vui nhất là của cháu Huyền và cháu Toàn. Cái nguyện vọng của các cháu đã đạt được. Vậy thì niềm vui của các cháu, niềm hạnh phúc của các con cũng là niềm vui hạnh phúc của đại gia đình chúng tôi. Và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện cho hạnh phúc các cháu sớm đơm hoa
kết trái để cho ra trái thơm quả ngọt đầu mùa. Thưa quý vị, cũng trong ngày vui này, chúng tôi được đón tiếp tất cả các vị đến đây dự lễ vu quy và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin thay mặt cho họ nhà gái và cũng xin thay mặt luôn cả họ nhà trai xin cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và nhân dịp này, năm 2016 đã sang, năm Ất Mùi sắp hết và năm Bính Thân đã sắp sang. Thế và tôi xin gửi lời chúc các vị và gia đình có một sức khỏe dồi dào, thành công trong lao động sản xuất, thành đạt trong công tác và sự nghiệp của mình, thịnh vượng trong kinh doanh và liên tục phát triển, gia đình luôn luôn hạnh phúc, trong nhà luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn mạnh khỏe và chúc mừng hạnh phúc của hai cháu. Vâng, và bác cũng có đôi lời căn dặn rằng: con ơi, sống ở trên đời, đứa thân phụ mẫu con thời chớ quên, ở sao cho xứng sơ hiền, bên chàng dễ thảo yên vui thuận hòa, sống sao cho thật trung hòa, để cho tình cảm hai nhà thêm thân, tứ thân nội ngoại xa gần, kính trên nhường dưới mười phân vẹn mười. Thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu chú rể, xin được ghi nhận và chân thành cảm ơn bác rất nhiều, và xin chúc cho tình cảm hai gia đình thông gia được ngày càng keo sơn thắt chặt, để rồi hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Xin được trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Và kính thưa quý vị, về đất làng em có rồng bay, đất làng anh cũng những tháng ngày tươi xanh, riêng làng em nước mưa lành, mắt để chúng mình coi nhau, cách nhau chỉ một đoạn đường, tình quê gắn bó phải đâu xa vời. Từ đây chúng tôi xin được chân thành cảm ơn, xin được chào đón người chị nuôi của cô dâu ngày hôm nay, cũng có món quà để trao cho cô dâu cùng với chú rể trong buổi sáng nay. Chị rất nhiều, xin được chúc cho anh chị có thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống ạ. Hơn rất nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và kính thưa quý vị, chúng ta cùng trở về với tình cảm của người chị nuôi ngày hôm nay gửi tới quý vị, đặc biệt là gửi tới cô dâu cùng với toàn thể trong buổi sáng hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, ai trong chúng ta cũng có một miền quê để mà thương mà nhớ, nơi cũ những dòng sông và làng rừa thật nên thơ, vừa là cảnh cũ làng xưa với bao xúc động, bao năm tha thiết với tình người. Trưa hè và những tối trăng xoay, mẹ vuốt tóc con ngồi bên mẹ, cô tấm ngày xưa con nghe mẹ kể, trên đầm tấm đội cả nắng trên đầu, trải năm chìm bầy nồi sông sâu, mái tóc con đã đưa màu trung thì, nghĩa nước tình quê yêu thương là thế. Xin hãy giữ chọn một mối tình quê, và tuổi ấu thơ con ấp ủ bên mẹ, nay con lớn rồi con đi. Trong giờ phút trọng đại này, xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bác. Thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa các anh các chị cùng các bạn nam thanh nữ tú, hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc. Đến giờ phút này phải nói là niềm vui, niềm hạnh phúc của hai gia đình và của bốn họ chúng ta. Trước hết tôi xin phép đại diện cho họ nhà trai xin được gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của họ nhà gái, và nhân dịp đầu năm mới cho phép tôi xin được kính chúc cả hôn trường chúng ta có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, đến giờ phút này cũng là điểm khắc của giờ đẹp, ngày đẹp, tháng đẹp, thì chúng tôi cũng xin phép họ nhà gái là chúng tôi được đón cháu về làm dâu trong gia đình chúng tôi. Thì nhân dịp này cho phép tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ ông cụ bà, các anh các chị, các bạn nam nữ thanh niên của họ nhà gái cùng với gia đình họ nhà trai chúng tôi về bên Nam Định, tức là quê hương họ Lội, quê hương họ Lội của cháu Toàn, và cùng với gia đình chúng tôi dự bữa cơm thân mật. Trước khi kết thúc
tôi xin được trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của họ nhà gái, cảm ơn ban tổ chức, các em xin đã đón và có những buổi tổ chức long trọng như này. Vâng, một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn. Nhà trai xin dâu ngày hôm nay đã kết thúc buổi lễ vu quy của cô dâu thuyền trong buổi sáng nay rồi. Thế lại mời cổ gia đình, thế lại mời cổ cô dâu xin được chúc hai phát đàn chúng ta đi được và sự chú ý cho điều trong buổi sáng này. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kiếp đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chúc mừng đôi tình nhân bên
mãi bên dàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chán chang, gió miên man theo từng bước chân. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước nắng tôi cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ hướng dẫn gì tình yêu dâng cao. Xin mẹ hướng dẫn gì?